Những năm gần đây, cây tỏi được trồng tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La được xem là cây trồng mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Hộ gia đình ông Hoàng Văn Phong, xã Triềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La là một trong những hộ sản xuất tỏi điển hình của xã. Mỗi năm trung bình gia đình ông xuất bán ra thị trường từ 4 đến 5 tấn tỏi khô, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Tỏi năm nay vừa trồng diện tích ruộng và diện tích nương là hết hơn 300 cân. Còn tính theo diện tích ấy, trồng ngô ấy là tầm là 4.000 đến 5.000 mét vuông. Còn cái chỗ diện tích ngô này nó là tiện nước, tiện tưới để làm vườn làm tỏi ấy. Thế là thu về được năm nay ấy, trồng theo 3 lứa mà thu lứa đầu tiên đấy, bán xong rồi lứa đầu tiên là được hơn 30. Còn đây là lứa thứ hai, nó dự tính cũng phải hơn 30 triệu. Còn này bán hết lứa này còn lứa thứ ba nữa là cũng phải tầm đấy. Trong những năm gần đây, cây tỏi đã trở thành một cây trồng chủ lực sản xuất vụ đông của bà con nhân dân xã Triềng Đông, huyện Yên Châu. Mùa trồng tỏi bắt đầu từ tháng 10, sau 90 đến 110 ngày trồng, cây tỏi cho thu hoạch, thời gian thu hoạch từ cuối tháng 1 đến hết tháng 2 năm sau. Đến thời điểm bây giờ thì một số hộ trồng sớm thì cũng đã thu hoạch, mà năng suất bình quân theo mấy năm trước đây ấy, là cứ khoảng rằng là 1 mét vuông ấy là cũng thu được 1 cân tỏi tươi, đấy là đã tỏi tươi thì nhổ cả lá cả gốc. Vì Triềng Đông thì cũng nằm dọc cái chương trình quốc lộ cho nên là bà con dân là đưa ra để bán. Nói chung là cũng bán vào thương lái là 1-2 rằng là cũng bán dọc cái tuyến đường cho nên bà con khách đi qua thì cũng mua mà cũng biết được cái tỏi Triềng Đông thì nói chung là cũng có cái vị nó thơm đặc trưng riêng. Nên là cái này là về cái độ tiêu thụ thì cũng sẽ dễ dàng hơn. Sang năm là chúng tôi triển khai tiếp tục là vận động bà con nhân dân là phải tăng thêm cái diện tích để trồng. Ngoài việc xuất bán tỏi tươi, khô, nhiều hợp tác xã trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La còn nhập tỏi về làm nguyên liệu sản xuất tỏi đen nhiều nhánh, tỏi đen một nhánh, tỏi ngâm mật ong, góp phần tăng thêm giá trị cho cây tỏi Triềng Đông. Với năng suất, chất lượng và giá thành ổn định, tỏi được xem là cây trồng thế mạnh, mang lại thu nhập ổn định cho bà con trong xã, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.